Trần Đình Trọng, chàng chiến binh quả cảm luôn thích đóng thùng của đội tuyển Việt Nam. Không cao nhưng khiến người khác ngước nhìn là điều nhiều người vẫn nói về Trần Đình Trọng. Chàng trung vệ chỉ cao 1m74 nhưng chơi rất hay trong màu áo đội tuyển quốc gia ở các giải U23 châu Á 2018, ASEAN 18 và AFF Cup 2018. Phong cách chơi bóng mạnh mẽ, máu lửa trên sân, trái ngược hoàn toàn với gương mặt hiền lành dễ mến ngoài đời. Trần Đình Trọng là ngôi sao nở muộn hiếm có trên bầu trời bóng đá Việt Nam. Và khi xuất hiện, chàng ỉn lại gây ấn tượng mạnh mẽ với phong cách bỏ áo vào quần có 1-0-2. Niềm đam mê trái bóng tròn. Trần Đình Trọng sinh ngày 25 tháng 4 năm 1997 tại Gia Lâm, Hà Nội. Thuở nhỏ khi còn là cậu bé bụ bẫm, Đình Trọng được thầy giáo đặc biệt danh cho là cu ỉn. Lớn lên một chút, Trọng vẫn mũm mĩm và không nhiều người liên tưởng Trọng ỉn sẽ là cầu thủ bóng đá và chơi ở vị trí tranh chấp khốc liệt như trung vệ. Hết cấp 3, Đình Trọng đứng giữa ngã ba đường khi mà xung quanh anh, Quang Hải Duy Mạnh được gọi lên đội 1 thi đấu V-League, nhưng Trọng vẫn không có tên trong danh sách. Anh trăn trở hay là về nhà là một công việc khác. Không phải chờ lâu khi hai ngày sau, Trần Đình Trọng được chọn lên đội 1 đá tranh hạng nhất. Một năm sau, Trọng tiếp tục được thăng hạng trước khi chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh thi đấu cho câu lạc bộ Sài Gòn trong 2 năm. Để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, Trọng phải thuyết phục bố mình, chú Trần Đình Hùng. Trước đây, chú Hùng không muốn con trai dành cả tuổi thanh xuân để chạy theo trái bóng, bởi chú nghĩ nghề bóng nay đây mai đó và nếu xảy ra chấn thương thì có thể tước đi cả sự nghiệp và cả tương lai của một cầu thủ. Nhưng cho đến một ngày có thể gọi là một buổi chiều định mệnh của hai bố con, khi lần đầu tiên trong cuộc đời, người cha già đứng theo dõi con thi đấu, cậu bé mụm mĩm với cách chơi bóng và chơi bóng khác biệt khiến chính bố mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhìn con chơi bóng, ông bố khó tính đã lặng lẽ gật đầu ưng thuận. Kỷ niệm buồn. Năm 2015, Trần Đình Trọng được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gọi vào đội tuyển U19 Việt Nam trước vòng loại U19 châu Á. Nhưng sau đó, anh không thể tham dự đội tuyển do phải trải qua ca phẫu thuật ruột thừa. Năm 2017, Đình Trọng lại được gọi vào đội tuyển U20 Việt Nam chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất mà bóng đá Việt Nam lần đầu giành quyền góp mặt U20 thế giới. Tại giải đấu này, tuyển U20 Việt Nam thi đấu không thành công khi chỉ có một trận hòa và hai trận thua và dừng bước tại vòng bảng. Với cá nhân Đình Trọng, anh rất buồn khi phải nhận thẻ đỏ trong trận gặp U20 Pháp. Trước đó, trong hai mùa giải chinh chiến ở V-League, Đình Trọng chỉ mới nhận 5 thẻ vàng và chưa hề có một thẻ đỏ. Vượt qua sai lầm. Tại giải U23 châu Á, Đình Trọng là cái tên ít tuổi nhất và non kinh nghiệm nhất trong hệ thống phòng ngự, song anh lại được lựa chọn đá tại vị trí hiểm yếu nhất là trung tâm. Khả năng phân phối bóng của Trọng ỉn là lý do khiến huấn luyện viên Park Hang-seo đánh cược vào cầu thủ này. Phần còn lại của câu chuyện đã trở thành lịch sử. Đình Trọng chơi đầy quả cảm ở trung tâm hàng thủ, không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ truy cản kèm người, anh còn bao quát tốt và tung ra những đường truyền chuẩn xác. Muốn chơi bóng chủ động trước các đối thủ mạnh thì Đình Trọng chính là hạt nhân trong hệ thống chiến thuật với khả năng giữ bóng, phối hợp và truyền bóng cực tốt. Sự góp mặt của trung vệ sinh năm 1997 giúp lối chơi của U23 Việt Nam nhịp nhàng, chủ động và không rơi vào tình cảnh đuổi bóng dẫn đến hao tổn thể lực. Dù Đình Trọng đã có khởi đầu khó khăn khi mắc sai lầm trong tình huống chọn vị trí, khiến toàn đội thủng lưới trước U23 Hàn Quốc, nhưng cũng rất nhanh, anh trở lại và đảm nhiệm trọn vẹn vai trò mỏ neo, cho đến khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết vang lên, trung vệ của Sài Gòn FC không mắc thêm bất cứ một sai lầm đáng kể nào. Ở Thường Châu, khoảnh khắc mà người ta sẽ còn nhớ mãi về anh chính là tình huống Đình Trọng xuất sắc phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú dứt điểm cận thành của cầu thủ U23 Siri. Pha cứu thua này ở góc độ nào đó còn hơn một bàn thắng, bởi U23 Việt Nam thời điểm ấy cần ít nhất một trận hòa để đi tiếp. Cuối cùng, Việt Nam không chỉ đi tiếp mà còn tiến vào vòng chung kết giải đấu như câu chuyện cổ tích. Phong độ xuất sắc trong màu áo U23 Việt Nam giúp Đình Trọng được câu lạc bộ Hà Nội gọi trở lại và chinh chiến ở V-League 2018. Đá cặp cùng người đồng đội Đỗ Duy Mạnh, Trọng tự tin thi đấu ngày càng hay. Không bất ngờ khi cả hai nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên Park Hang-seo trong lần tập trung đội tuyển quốc gia. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên ghé thăm kênh mới của nhóm, chuyên tổng hợp những video hay nhất về doanh nhân, thông tin chi tiết bên dưới video. Lá chắn thép tại AFF Cup 2018. Suốt chiến dịch AFF Cup 2018, trong vai trò hậu vệ quét, Đình Trọng làm rất tốt công việc dọn dẹp các rắc rối ở hàng thủ. Ở vòng bảng, anh là người đánh chặn, phá bóng giải nguy và thu hồi bóng nhiều nhất. Các tình huống tắt bóng của Trọng cũng chính xác một cách đáng ngạc nhiên, 77,7%. Và bất chấp chiều cao hạn chế, anh vẫn thành công 87,5% số pha không chiến.
Đinh Trọng cũng không ngần ngại nổi nóng, chỉ thẳng tay vào mặt khi đối phương có một pha bóng chơi xấu với đồng đội. Trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 trước Philippines, trung vệ sinh năm 1997 đã có một pha bóng như vậy để bảo vệ Văn Hậu. Tuy nhiên, tất cả những cơn nóng giận luôn được kiểm soát trong giới hạn để sự tập trung được đẩy lên cao nhất. Tại bán kết AFF Cup 2018, anh khiến cho Phil Young Husband, chân sút vĩ đại thứ tư Đông Nam Á, câm lặng cả hai lượt trận. Tuyệt vọng trước sự đeo bám của Trọng, tiền đạo của Philippines nhiều lần phải giạt cánh để tìm kiếm không gian hoạt động. Tại Bukit Jalil, Đinh Trọng đã khiến cho Nosarun Irlan Talaha mất dạng và bị thay ra sớm. Và những pha tả xung hữu đột, lăn xả chặn bóng hay đánh chặn thông minh của anh giúp tuyển Việt Nam không bị thủng lưới thêm. Malaysia tấn công liên cuồng nhằm tìm kiếm lợi thế trước khi sang Mỹ Đình, nhưng sự tự tin cùng phong thái điềm tĩnh của trung vệ 21 tuổi đã ngăn họ lại, đồng thời là điểm tựa cũng như nguồn cảm hứng giúp các đồng đội vượt qua thử thách. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối 15 tháng 12 năm 2018, Trần Đình Trọng trở thành nhà vô địch AFF Cup 2018 ở tuổi 21. Anh Đức là người ghi bàn, Quang Hải là cầu thủ hay nhất trận chung kết. Nhưng Trần Đình Trọng hoàn toàn xứng đáng được vinh danh vì những nỗ lực thầm lặng ở hàng phòng ngự. Từng là cậu bé đi nhặt bóng ở sân vận động Hàng Đẩy với ước mơ ghi tên vào danh sách đội tuyển quốc gia, Đình Trọng đã thành công nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ trong tập luyện và thi đấu. Vòng chung kết U23 châu Á là điểm khởi đầu, ASEAN là bước đệm và AFF Cup 2018 có lẽ là dấu son rực rỡ nhất. Tự tin Trọng có thừa. Trong một thời gian dài, chiều cao là phẩm chất buộc phải có của một trung vệ để có thể chiến thắng các pha không chiến và chống chọi lại các tiền đạo vốn đầy sức mạnh. Tuy nhiên, có huyền thoại đã phản bác điều đó. Anh cho rằng, yếu tố quyết định một trung vệ giỏi không nằm ở chiều cao. Cao cũng tốt mà lùn cũng chả sao. Điều quan trọng nhất, bạn cần phải có sự tự tin. Tuyên bố này chắc chắn đáng tin cậy bởi người phát ngôn là Fabio Cannavaro, thủ lĩnh đội tuyển Italia vô địch World Cup 2006, cũng là hậu vệ duy nhất trong hai thập kỷ qua giành quả bóng vàng và anh chỉ cao 1m76. Trần Đình Trọng thậm chí còn thấp hơn cả Cannavaro khi chỉ cao 1m74, nhưng có một điều dễ nhận thấy, anh không bao giờ thiếu tự tin. Như Nguyễn Quốc Long, đồng đội cũ ở câu lạc bộ Sài Gòn phải thốt lên, có cảm giác Trọng chơi bóng từ rất lâu rồi. Hay khi huấn luyện viên Park Hang-seo hỏi các cầu thủ U23 rằng ai cho họ ăn đòn nhiều nhất khi đối đầu ở câu lạc bộ, tất cả đều chỉ sang Đình Trọng. Cũng vì tự tin, Đình Trọng nhanh chóng trở thành nhân vật trung tâm ở U20, U23 và bây giờ là đội tuyển quốc gia. Sẽ là nói dối nếu cho rằng trung vệ người Hà Nội không bị ngợp trong những lần đầu tiên lên level, nhưng nó chỉ diễn ra đâu đó bên ngoài sân cỏ. Như anh thừa nhận đã rất run và hồi hộp trong lần đầu được gọi lên tuyển hồi tháng 6 năm ngoái, hay căng thẳng trước thềm AFF Cup 2018, giải đấu lần đầu tiên anh là một phần của những ngôi sao vàng. Dành cả thanh xuân để bỏ áo vào quần. Tôi hay đóng thùng vào mọi lúc, chẳng phải mê tín gì, mà nó giúp tôi tự tin hơn, Trọng nói. Thật kỳ lạ, bởi nếu bạn nhớ lại, huyền thoại Cannavaro cũng không bao giờ bỏ áo ngoài quần. Từ khi bước ra từ đường hầm đến lúc trở lại khi kết thúc trận đấu, anh cũng serving trong khoảnh khắc nâng cao cúp vàng World Cup 2006 và hét lên, tôi là nhà vô địch thế giới. Mà huyền thoại người Italia nói rằng đó là lúc tự tin nhất trong đời cầu thủ. Trở về trong tư cách người hùng cùng U23 Việt Nam, người ta thấy Đình Trọng vẫn vậy, cứ thủng thẳng, đủng đỉnh và lãng đãng ngay cả trong những thời khắc vinh quang nhất. Trong suốt những ngày được cả nước yêu thương đó, Trọng như người vô hình bên cạnh những người đàn anh của mình. Hỏi việc đầu tiên muốn làm là gì, anh cho biết, tôi vào lúc này chưa có nhu cầu xài tiền vì mọi thứ đã có câu lạc bộ lo hết rồi. Tiền bạc kiếm được, tôi vẫn gửi về nhà để ba mẹ trả nợ. Còn lại tôi cũng chưa nghĩ tới, cứ bình thường đã vì điều quan trọng nhất lúc này của tôi là chơi bóng. Tôi đang hạnh phúc khi được ra sân mỗi tuần và tôi muốn cứ được hạnh phúc như thế. Chuyện tương lai, điều gì đến sẽ đến thôi. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé.